Abide by agreement, assurance. Trước khi tôi bắt đầu một công việc, tôi sẽ tìm hiểu về công việc đó. How do you say this in English, Miss? Trước khi tôi bắt đầu một công việc. Trước khi tôi bắt đầu một công việc là before I start to work. Before I started to work. Hoặc là before I start a job. Before I start to work, tôi bắt đầu làm việc trong tiếng Anh. Start job, tôi gọi là bắt đầu một công việc. Start a job. Bắt đầu một công việc. Trước khi tôi bắt đầu một công việc, tôi sẽ tìm hiểu về công việc đó. English, please, Miss. Before I start a job, tôi sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ tìm hiểu về công việc đó. I will look for a job. Look for được là tìm việc trong tiếng Anh. Mình tìm việc thì mình sẽ có một cái động từ được vào look for a job trong tiếng Anh. Còn mà tìm hiểu về một cái gì đấy thì mình sẽ có cái từ được là find out about. I will find out about a job. Hoặc là I will get to know something. Tôi tìm hiểu, ok, tôi tìm việc tại vì bây giờ tôi thất nghiệp. Thất nghiệp, here don't have an adjective that is unemployed. Miss Hunt, please. Unemployed. Unemployed. Employed. Employed. Yes, employed. 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 Yes, Unemployed. 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 Yes, tôi thất nghiệp, cho nên tôi tìm việc. English, please, Miss Hunt. Tôi thất nghiệp, cho nên tôi tìm việc. I am unemployed, so I look for a job. Yes, I am unemployed, so I look for a job. Tôi tìm việc, ok, tôi tìm việc, tôi tìm việc bằng cách tôi tìm việc ở trên mạng. How do you say this in English, Miss? Tôi tìm việc ở trên mạng. I look for a job. On the internet. Very good, ok. Tôi tìm việc ở trên mạng. I look for a job on the internet. Tôi vào những cái website, tôi vào website việc làm và tôi lướt, ok, tôi lướt web để tìm một công việc phù hợp. Tôi vào website việc làm, nhưng mà tôi vào website việc làm, mình truy cập vào cái gì đấy, truy cập vào, tôi vào website việc làm. Như vậy website việc làm, how do you say this in English, Mason? Yeah. Việc làm trong tiếng Anh thì mình không có từ việc làm, danh từ của nó được gọi là Job. job trong tiếng Anh. Thế là website việc làm là gì ạ? Yes, Job website. a job website. Truy cập vào access. Yes, access. Access. Yes, tôi truy cập vào website việc làm. Tôi tìm việc ở trên website này. Tôi thường tìm việc ở trên website này. Tôi truy cập vào website việc làm. Miss Hunt, please. Access. No. Access. Access. Đây không phải là âm A mà là âm E dọc trong tiếng Anh. Cái E đầu tiên là E dọc, không phải là âm A trong tiếng Anh. Nhưng mà mở miệng dọc xuống. Access. Access. Miệng dọc xuống mà trong đầu của mình sẽ đọc là âm E. Trong đầu đọc âm E mà miệng xuống, cái này là theo khẩu của mình miệng chứ không theo âm trong tiếng Anh. Như vậy access, Access. access, alright, Access. access, Access. access, Access. yeah, tất cả âm S trong tiếng Anh đều đọc là âm C hết. Access.
Access. Access. Access. Access. Access. Access. Access. Access. Access. Yes, access. Ashes. Access. Ashes. Access. Ashes. Yes, access. Ashes. Access. Ashes. Right. Ashes. Ashes. Tôi chỉ cặp vào. Dạ, tôi chỉ cập vào website việc làm ạ. Ashes job website. Ashes job website. Yeah, I access the job website. Tôi thường sử dụng website này để tìm việc. Tôi thường sử dụng website này để tìm việc ạ. I often to use this website to look for a job. I often to use, no, we don't use to for often, miss on. To chỉ được đứng giữa hai động từ thôi. Còn bây giờ mình thường làm cái gì đó mình ráp bình thường thôi. Như vậy tôi thường truy cập vào, tôi thường sử dụng website này để tìm việc và tôi thường sử dụng website để tìm việc. I often use this website to look for a job. Yes, I often use, okay, this website to look for a job. Okay, to look for a job. Tôi không tìm việc ở trên, tôi không đọc báo cho nên tôi không tìm việc ở trên báo. Mọi người thường đăng tin việc làm ở trên báo. Đăng là gì? Đăng cái gì đó lên. Post. Bows. Post. Bows. Bows. No, per here. Post. 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 Very good, right? Tôi đăng, ok, tôi thường, sorry. Tôi, họ thường đăng website việc làm, họ thường đăng tin tức việc làm ở trên báo. Trên báo là gì? Báo là gì? Báo trong tiếng Anh, miss please. Newspapers. 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 News. New. News. New. News. News. Newspapers. Newspapers. Yeah, họ thường đăng tên việc làm ở trên báo. English please. Like days often post look for a job on the newspaper. Yeah, right. Tôi không tìm việc, ok, bằng báo giấy. Tôi tìm việc bằng báo mạng. Mình đang có hai cái loại báo trong tiếng Anh: báo bằng giấy và cái gì mà bằng giấy trong tiếng Anh, bằng giấy. You are gonna have to work like this, listen, paper based, Paper pen. no, paper based. Paper place. Paper-based. Paper place. Paper-based. Paper place. Based. Place. Paper-based. Paper place. Tôi không tìm việc, ok, bằng báo giấy. Tôi tìm việc bằng báo ở trên mạng. How do you say this in English, Miss Sun? I don't look for a job
Under không, by papers base. I look for a job by on the internet. Very good. I don't look for a job on the paper-based newspapers. Báo bằng giấy. I look for jobs, okay, on the internet. Tôi thất nghiệp và tôi tìm việc, okay, bằng báo trên mạng. Báo ở trên mạng thì mình đang có từ gọi là internet. Internet đây là có trên mạng, như vậy báo trên mạng là gì? Internet space. Yeah. Báo trên mạng, báo trong tiếng Anh được gọi là newspaper, như vậy báo báo trên mạng là gì? New internet paper. Báo trong tiếng Anh thì nó sẽ có ba chữ, trong tiếng Anh được gọi là newspapers. Newspapers, như vậy báo trên mạng là gì? Internet new papers. Yes, internet newspapers. Tôi cần tìm việc tờ báo ở trên mạng. English please, Miss. I want to look for a job by internet newspaper. Yes, I want to look for a job by the internet newspapers, right? Tôi thất nghiệp cho nên tôi tìm việc ở trên báo ở trên mạng. English please, Miss. Tôi thất nghiệp cho nên tôi tìm việc ở trên báo ở trên mạng. I am employed. Right. Cho nên tôi tìm việc ở trên báo ở trên mạng. I look for a job by internet newspaper. Yes, so I look for a job, okay, by the internet, okay, by the internet newspapers. It's okay. Tôi bắt đầu một công việc mới, okay. Tôi bắt đầu một công việc mới. How do you say this in English, Miss Sun? Tôi bắt đầu một công việc mới. I start a No, new this is start. start No, start. start S và tờ đi chung với nhau à? Start. start Start a job. start a job Start. start 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 a job. a job. Right. Tôi bắt đầu một công việc mới. How do you say this in English? I start a new job. Yes, I start a new job. I start a new job, right? Tôi tìm hiểu, ok, tôi tìm hiểu. Sau khi tôi tìm được một việc ở trên mạng, sau khi tôi tìm được việc, tôi tìm hiểu về việc làm đó trước khi tôi đi đến buổi phỏng vấn, Miss Hằng, please. Sau khi tôi tìm được việc ở trên mạng, English, please. Sau khi tôi tìm được việc, after I look for a job Yes, ở trên mạng. on the internet. Yes, after I look for a job on the internet, right? After I look for a job on the internet, okay, tôi bắt đầu tìm hiểu về công việc đó. Tôi bắt đầu tìm hiểu về công việc đó. I start. I start to yes to now this that job. Yes, I start to get to know that job. I start to get to know that job. Tôi cần tìm hiểu công việc, okay, trước khi tôi nộp đơn vào vị trí này. Nộp đơn vào là gì? Apply a job. Yes, apply for. Apply Apply for, job. Miss Anthony. Apply for. Apply. Yes, trước khi tôi nộp đơn vào vị trí này, tôi cần tìm hiểu công việc này. Vị trí là gì? Vị trí. What is the word missing? Place. No. Position. 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 Yes, position. First season. Position. Position. Yes, position. Position. Position.
Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Position. Reason, Position. reason, Position. reason, Position. reason, Position. reason, reason. Reason. Position. Bên miss sẵn tự nhiên nó bị đứng, miss sẵn out ra vào lại để cho nó êm cái đường truyền đi miss sẵn kỳ nữa.